đời người như giấc mộng, hãy thức tỉnh. Tại thế giới này, con người lại buông cái chân thật để nắm giữ cái giả dối. Do đó đời đời kiếp kiếp, quay lưng với sự giác ngộ để hòa hợp với bụi trần. Túy sanh mộng tử Túy sanh có nghĩa rằng trong lúc sống thì như kẻ uống rượu say, không biết mình từ đâu sanh về đây. Mộng tử có nghĩa rằng đến lúc chết, thì như kẻ đang nằm mộng không biết sẽ chết đi về đâu ai cũng sống trong mộng lấy cái giả mà cho là thật ham danh ham lợi lòng tham không bao giờ ngừng dứt ở trong mộng thì bạn thấy mình làm quan hoặc phát tài hoặc có địa vị quyền lợi danh dự hoặc có vợ đẹp thiếp xinh con cái đầy nhà vinh hoa phú quý hướng thọ không hết Giả như trong lúc mộng ấy mà có người nói với bạn rằng Ông ơi, đây chỉ là hư vọng thôi, không phải thật đâu. Thì bạn sẽ chẳng bao giờ tin, chờ đến khi bạn tỉnh dậy rồi thì chẳng ai nói với bạn là bạn đã nằm mộng. Bạn cũng biết rõ là mình vừa trải qua một giấc chim bao, đêm qua nằm mộng thấy đậu trạng nguyên, làm tể tướng, làm hoàng đế, thành thần tiên hạnh phúc vô cùng hôm nay tỉnh lại ôi tất cả chỉ là một trường xuân mộng xuân mộng tức là giấc mộng rất ngắn ngủi đó là sự tỉnh thức nếu không tỉnh mà trọng mộng là thật thì sẽ tham luyến không buông bỏ chấp trước sự mê mờ và chẳng bao giờ được giác ngộ bây giờ mình chính là đang chiêm bao giữa ban ngày mà chưa thức tỉnh do đó sống một cách hồ đồ rồi cũng hồ đồ mà chết đi sanh ra đây là từ đâu tới chết rồi mình sẽ đi đâu không biết cả một đời chẳng bao giờ tỉnh các vị hãy nghĩ xem như vậy thì có ý nghĩa gì có gì mình phải lưu luyến có gì đáng để mình không buông bỏ tất cả cả đời mình đều bị sợi dây tam độc và ngũ dục trói buộc vô cùng chặt chẽ đến nỗi không có tự do để chuyển hóa bản thân thì đừng nói chi đến chuyện giải thoát. Do đó, bạn phải phát tâm xuất gia tu đạo, dụng công ngồi thiền, nỗ lực lạy Phật. Tức là mình tự cởi sợi dây tam độc và ngũ dục, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ được hoàn toàn giải thoát. Lúc ấy mình sẽ thức tỉnh, quay đầu nhìn lại, những điều mà mình đã làm trong quá khứ đều hoàn toàn như ảo mộng tất cả đều chẳng phải là chân lý. Này thức tỉnh rồi, mình mới thoát ra khỏi vòng tam giới, không còn bị hạn chế trong sanh tử. Tự do, muốn sanh thì sanh, muốn chết thì chết, tự do tới và đi theo ý mình. Đó mới là chân chính giải thoát, đó là đại mộng sơ tỉnh vậy. Thói thường, chúng ta cứ giữ chặt cái hư giả dối trá mà quên mất cái chân thật thế nào là cái hư giả dối trá chính là sự khoái lạc sung sướng của ngũ dục tài sắc danh thực thùy thế nào là cái chân thật tức là sự sung sướng của niết bàn ở trong bốn đức thường lạc ngã tịnh song le con người rất quái lạ điều chân thật mất đi thì không sợ nhưng khi điều giả dối mất đi thì lại sợ hãi vô cùng vì sao vậy bởi vì người đời ai cũng nhận giặc làm con bỏ gốc chạy theo ngọn lấy cái giả cho là thật không thức tỉnh do đó vẫn còn trong mộng tham luyến cảnh giới của giấc chiêm bao bởi do nhân duyên mình dấy khởi sự mê mờ tạo ra ác nghiệp rồi thọ sự báo ứng giống như một hạt bụi bay lượn trên không trung không tự làm chủ mình được hạt bụi ấy cứ tùy theo nghiệp lực rồi luân chuyển trong lục đạo luân hồi, không lúc nào ngừng nghỉ, cho nên nói rằng đã bất phá danh lợi quan, khiêu bất xuất luân hồi khuyên, nghĩa là đánh không sập cửa danh lợi, thì nhảy không thoát vòng luân hồi. Đến lúc nào bạn không bị cảnh giới làm động tâm, lúc ấy bạn mới thoát ly khỏi cái vòng lục đạo luân hồi. Trích lời Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 21 tháng 8, năm 1983 tại Vạn Phật Thánh Thành. <laughs>